Xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh ẩm thực của mình. Lời đầu tiên xin cho mình gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ và thành công nha. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ mình nha. Hôm nay mình lại tiếp tục quay video chia sẻ cận cảnh về bếp Việt để cùng khám phá với tất cả mọi người nha mọi người ơi. Đây là món bê. Thịt bê mình pha khổ sẵn mọi người nha. Mình để thái lát mỏng ra để mình cho lên xào và hấp. Làm hai món như vậy mọi người nhé, và làm kèm thêm món lẩu thập cẩm cho thêm bê vào cho ngon mọi người nhé. Bê mọi người muốn thái mỏng thì mọi người cứ pha khổ ra rồi sẽ cho cấp đông lại mọi người nhé. Như vậy thì thái thịt bê nó rất là dễ mà nó không bị nát mọi người nhé. Đó là những miếng bê mình đã pha khổ vừa miếng vừa ăn ra. Giờ mình sẽ thái đều ra. Khi nào khách ăn mình sẽ làm món bê xào sả ớt và xào lăn, hay là xào tất cả những loại rau mọi người nha. Rất là ngon. Mọi người làm quán ăn hay là nhà hàng thì nên nhớ cấp đông qua. Thì khi mình thái nó rất là mỏng và đều mọi người nha. Mình thái tươi cũng được, nhưng thái tươi thì nó sẽ không đều miếng, nó sẽ chạy dao và nó sẽ miếng nó sẽ không đều hơn mọi người nha. Thái như vậy đều như vậy, khi mình chia suốt ra mình làm thì nó rất là đều, nó sẽ không bị nát, nó không bị nhiều hay ít mọi người nha. Chia đều suốt ra. Đây là mực, đây là món mực tươi mọi người nha. Mực ống tươi mình cũng sơ chế sạch sẽ, mình moi móc rửa sạch sẽ rồi mình thái miếng ra mọi người nha. Thái miếng vừa ăn, mình cũng đóng suất lên, mình bán theo giá tiền mọi người nha, bán theo suất giá tiền. Rồi tất cả những đồ mình chuẩn bị buổi sáng mọi người nha. Cho bếp Việt của mình, hôm nay mình tiếp tục quay cận cảnh để cùng chia sẻ với tất cả mọi người nha. Món mực ống tươi này mình làm món hấp và xào mọi người nhé, và cho thêm kèm vào nhân lẩu hải sản và lẩu thập cẩm, như vậy ăn rất là ngon mọi người nhé. Mực ống tươi này mọi người nên làm sạch sẽ mọi người nhé, và nên chọn những con mực nó tươi mà nó trong mọi người nhé, thì mình làm nó đảm bảo chất lượng hơn và nó ngon hơn. Cái vỏ của nó mình bóc sạch đi mọi người nhé. Đây là món gà luộc, gà luộc mình chặt. Đây là một cái đĩa bằng nhựa mọi người nhé, nhưng mà nhựa nó giả hình thức của cái mẹt, nhìn nó rất là sạch sẽ và nó hấp dẫn, nó đẹp mọi người nhé. Được, con gà rất là vừa mà đẹp. Đuôi bò, đuôi bò lòng, đuôi bò thuốc bắc. Mình đặt ninh nấu sơ chế chín hết đấy. Mình cho ra nồi để ninh lên ăn tiếp mọi người nhé. Khách thưởng thức rồi. Chúng mình làm một món cơm rang. Cơm rang ở đây thì mình rang sẵn hết mọi người nhé. Cơm rang mình rang sẵn thì khi khách ăn mình rang lại nó rất là nhanh giòn, nó không bị bết cơm mà nhanh giòn lắm mọi người nhé. Buổi sáng là sáng nào mình cũng rang một đậu lẩu cơm mọi người nhé, khách ăn hết mình lại rang, như vậy cơm sẽ rất là nhanh giòn, nó ngon hơn mọi người nhé. Mình rang cơm nóng, cơm trắng luôn ý, thì cái thời gian nó rang nó rất là lâu, nó sẽ mất rất là nhiều thời gian để cho nó giòn. Vậy nên mình rang, mình om chảo trước nên là cơm rang nó săn và giòn sẵn ấy. Khi khách vào ăn mình rang thì nó giúp bớt cái thời gian đi thì nó sẽ bị lâu mọi người nhé. Đây là món giải nướng. Giải nướng mình ướp sẵn rồi, mình cho lên đặc mọi người nhé. Cho lên đặc chín sơ sơ lên rồi xuống nướng tiếp bất ăn hoa. Ăn nó rất là ngon. Đây là đuôi bò ở đây, nhưng mình nấu ở đây thì mình sẽ tạo thêm cho nó vị sánh mọi người nhá. Dùng một chút bột đào, mình pha chút bột đào mình xuống bột cho nó sánh mọi người nhá. Ăn thì nó tạo cái cảm giác là nó sệt sệt, nó ngon hơn mọi người nhá. Nấu loãng thì ăn nó cũng ngon, nhưng mà nó không, cảm giác nó không có độ sánh, không hấp dẫn mọi người. Cho nên tạo cho nó một chút độ sánh để cho nó hấp dẫn hơn và cảm thấy nó bám gia vị hơn, ngon hơn mọi người nhá. Tất cả các bạn đã luôn ủng hộ đồng hành mình nhé. Mọi người xem video thấy
hữu ích thì hãy dành cho mình xin lượt like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nhé, để tạo cho mình có một cái động lực mình cố gắng phát triển kênh và tạo những video hữu ích hơn để chia sẻ gửi tới tất cả mọi người nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tất cả những món ăn mình chia sẻ hàng ngày với tất cả mọi người thì chia sẻ kỹ, chia sẻ đi chia lại cũng rất là nhiều lần rồi, nhưng mình vẫn muốn quay để tiếp tục chia sẻ cho những bạn mới nữa, có thể bạn cũ và có những có thể bạn mới xem, nên là mình cứ tiếp tục mình quay video hàng ngày của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.